Vừa gia nhập hàng ngũ đại sứ toàn cầu Dior chưa lâu, Minju Seventeen đã phải đối mặt với tin đồn tiêu cực. Cộng đồng người hâm mộ của nam thần tượng vô cùng tức giận vì điều này. Theo đó, Minju bị một tài khoản mạng xã hội tố có hành vi không đứng đắn tại hộp đêm giải trí. Cụ thể hơn, loạt tin nhắn được cho là của một quản lý club chỉ ra thành viên nhóm Seventeen đã có buổi tiệc tùng, thậm chí yêu cầu đưa các cô gái đến bàn của mình. Chưa hết, đính kèm còn có video ghi lại khung cảnh bàn tiệc được cho là của nam thần hot nhất K-pop. Ngay lập tức, bài đăng trên đã thu hút tận 2,4 triệu lượt xem trên nền tảng X Twitter. Cộng đồng theo dõi K-pop đứng ngồi không yên vì sự vụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh idol toàn năng Minju. Trước khi vụ việc xảy ra, Minju là idol K-pop siêu hot, được các fan girl gọi là chồng quốc dân. Ngay cả Lisa của Blackpink cũng không ngần ngại tương tác cực đáng yêu với anh bằng nụ hôn gió trong lần dự sự kiện Bulgari ở Seoul hồi tháng 3 năm nay. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Minju còn được trang Sway của Hàn Quốc đưa tin khi gia nhập hàng ngũ đại sứ toàn cầu cho thương hiệu xa xỉ Dior của Pháp cùng với hơn 10 ngôi sao nổi tiếng của xứ kim chi khác như Jisoo, Blackpink, Jimin, BTS, Haerin, NewJeans, Kim Yuna, Sehun, EXO, Han Sohee, Kim Minha, Jumin, Lomon, nhóm nhạc nam TXT. Theo nguồn tin, Minju được chọn thay thế vị trí đại sứ Dior của Chan Gu, nam diễn viên gần đây được truyền thông Hàn đưa tin đã trở thành đại sứ Saint Laurent. Với hợp đồng cùng Dior, Minju sẽ là thành viên thứ 3 trong Seventeen trở thành đại sứ của thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế. Ronan là đại sứ Kenzo, Hoshi là đại sứ Dizen. Ngoài ra, theo truyền thông Hàn Quốc, nam thần hot nhất K-pop còn được chọn làm đại sứ thương hiệu trang sức đồng hồ Bulgari hồi tháng 3. Tuy nhiên, cho đến đầu giờ chiều ngày 26 tháng 7, trang web và các nền tảng mạng xã hội của Dior vẫn chưa xác nhận việc Minju là tân đại sứ toàn cầu. Đi đôi với sự nổi tiếng, Minju là liên tục gặp phốt trên trời rơi xuống, hết bị stylist của nhóm đàn em TWS quấy rối, dính tin đồn hẹn hò với Jennie Blackpink đến bị cáo buộc bao gái ở club. Tất cả vấn đề đều khiến fan cực quan ngại. Ngay sau khi những bình luận ác ý bắt đầu lan truyền, người hâm mộ anh chàng lập tức phát hiện ra nghi vấn. Dù ngày tháng không được đề cập, nhưng cáo buộc Minju bao gái bắt đầu nổ ra từ rạng sáng 29 tháng 7. Trong khi thời gian gần đây, Seventeen chạy tour liên tục, lịch trình các thành viên được lắp kín với những buổi tập luyện, sự kiện công khai và cả hoạt động cá nhân. Ngày 23-24 tháng 7, nhóm nhạc nhà Bladis Entertainment còn có hai buổi fan meeting Caratland 2024 lắp kín Go Shop Skydome tại Seoul, Hàn Quốc. Tin đồn nổ ra ngay sau sự kiện họp fan quan trọng nhất năm khiến không ít người hâm mộ hoang mang. Tuy nhiên, fan đã nhanh chóng giải oan cho Minju khi chỉ ra vào ngày 28 tháng 7, nam thần tượng vốn có một ngày bận rộn. Anh chàng livestream nói chuyện với người hâm mộ trên Weverse và tập luyện tại phòng tập thể dục. Mọi hoạt động gần đây của thành viên Seventeen cũng đều được chia sẻ với fan. Do đó, không có căn cứ xác định anh chàng đến hộp đêm chơi và xảy ra cáo buộc kể trên. Ngoài ra, video bằng chứng mà tài khoản tố Minju đăng tải còn không thể nhìn rõ người được đề cập. Các tin nhắn cũng có dấu hiệu cắt ghép giả mạo, hoàn toàn không có căn cứ xác minh phốt kể trên là sự thật. Fan Seventeen tiếp tục chỉ ra tài khoản kể trên từng nhiều lần cố ý lan truyền tin tức tiêu cực về nhóm, có động thái anti rõ rệt. Đây không phải lần đầu Minju bị tung tin đồn thất thiệt, người hâm mộ vô cùng tức giận. Maxmel yêu cầu công ty chủ quản Bladis bảo vệ nghệ sĩ khỏi những đồn đoán vô căn cứ.